Mont Blanc từ lâu đã nổi tiếng với những cái sản phẩm dành cho giới thượng lưu, giới doanh nhân, với những cái thiết kế đẹp và cực kỳ sang trọng. Đồng hồ của họ cũng vậy, với những cái thiết kế và độ hoàn thiện rất là cao. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để sở hữu một chiếc đồng hồ Mont Blanc. Hôm nay thì em Long sẽ mang đến và giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ wristwatch cổ điển thanh lịch của thương hiệu này với cái mức giá rất dễ tiếp cận và dễ chơi. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Siwatch Authentic. Chào chữ tín, sống trọn đam mê và em Long Time. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh em một chiếc Mont Blanc trong bộ sưu tập là Mont Blanc Star và thuộc dòng đây, Meter Stack. Một chiếc đồng hồ rất đẹp, sang trọng, cao cấp và thanh lịch của cái thương hiệu này. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc đồng hồ Mont Blanc hôm nay của chúng ta có gì đáng chơi. Đầu tiên về nói về kích thước thì chiếc này chúng ta sẽ có đường kính bề mặt là 36mm đi cùng với phần càng nối dây làm dạng cổ điển, nó khá là dài. Thế là đeo trên cổ tay sẽ không bị nhỏ một chút nào. Thích hợp với anh em cổ tay khoảng 15 đến dưới 17cm, đeo rất là đẹp. Hoặc là những anh em nào có phong cách cổ điển, ăn mặc cổ điển, thích những chiếc đồng hồ size nhỏ sang trọng như thế này, thì đây sẽ là một cái sản phẩm rất là đáng trải nghiệm với cái mức giá tiền cực kỳ hời với số tiền anh em bỏ ra. Và chiếc Mont Blanc Star Master Stack này của chúng ta sẽ có một lớp kính sapphire nguyên khối, có phủ chống lóa rất trong trẻo, và anh em có thể thấy là chúng ta thể quan sát toàn bộ những cái chi tiết hoàn thiện rất cao trên bề mặt đeo với cái lớp kính sapphire này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có một cái lớp bảo vệ, một lớp kính bảo vệ cực kỳ chắc chắn với cái lớp kính sapphire nguyên khối này, rất cao cấp và độ hoàn thiện cực kỳ cao. Đó, trên mặt đeo chúng ta sẽ được trải vân sóng xuất phát từ ngôi sao hình bông tuyết 6 cánh ở dưới góc 6 giờ đây. Nó tỏa ra toàn bộ cái bề mặt đeo, làm cho cái chiếc đeo của chúng ta nó thật sự là ma mị và rất cuốn hút. Với một chiếc Mont Blanc như này, đeo trên tay anh em sẽ toát lên cái sự sang trọng và thật sự là cao cấp. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc automatic cơ tự động 100%. Tuy nhiên với bộ máy cao cấp đến từ Mont Blanc, chúng ta vẫn sẽ được cung cấp tính năng lên cốt tự động, lên cốt bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ như thế này. Khi mà anh em kéo núm ra nước ngoài cùng thì ngay lập tức đồng hồ sẽ đứng lại. Đó chính là chức năng hacking stop để anh em có thể chỉnh giờ chuẩn đến từng giây một. Và sau đó thì khi mà đã chỉnh giờ đến cái múi giờ mong muốn rồi thì chúng ta sẽ đóng núm lại. Đó, lúc này chức năng hacking stop sẽ tắt đi và đồng hồ sẽ tiếp tục chạy, và anh em cũng có thể hỗ trợ lên cốt tay khi mà không đeo nữa. Đó, còn khi mà đeo ấy thì đồng hồ sẽ được lên cốt tự động, và khi mà anh em lên cốt tay ấy cũng cảm thấy là cái bộ lên cốt tay của chiếc này nó rất là nhẹ nhàng, chứ không giống như những chiếc đồng hồ trong phân khúc thấp đâu anh chị em nhé. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Mont Blanc và bộ máy automatic. Đó, góc 6 giờ chúng ta sẽ có ô lịch lộc và chuyện Swissmed danh giá của một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Và anh em có thể thấy là ô lịch lộc này được hoàn thiện với độ hoàn thiện rất cao, chữ màu đen trên phông màu trắng nổi bật. 12 cọc số của chúng ta sẽ là 12 cọc số Arabic, tuy nhiên là được viết với cái dạng số rất là cổ điển và thanh nhã. Nhìn trên tay nó rất là tỏa sáng, và toàn bộ kim và cọc số chúng ta sẽ được chế tác từ thép không gỉ 316L, sau đó hoàn thiện bóng với độ hoàn thiện rất là cao. Khi màu ánh sáng đi qua thì có những hiệu ứng cực kỳ đẹp, phối hợp với cái mặt dial được trải tia rất là tinh tế như này, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm cực kỳ sang trọng, tỏa sáng cùng với anh em đến những cái bữa tiệc, những cái dịp quan trọng, thì đây sẽ là một cái sản phẩm dành cho những quý ông thanh lịch thật sự. Toàn bộ thân vỏ của chiếc đồng hồ này sẽ được chế tác từ thép không gỉ 316L, và anh em có thể thấy là hoàn thiện bóng tỏa sáng rất là đẹp. Đó, phần đập bezel chúng ta sẽ hoàn thiện bóng này. Phần bên phải chúng ta sẽ có một cái núm, và trên núm sẽ có logo hình bông hoa tuyết làm dạng men bạc, men trắng men, rất là đẹp ở đây. Cùng với đó là tên của thương hiệu Mont Blanc. Ở bên góc trái thì chúng ta sẽ có tên của dòng sản phẩm Meter Stack. Đó, rất đẹp. Cùng với đó phần tay càng làm bươn dài ra và sẽ có những cái rãnh để tạo điểm nhấn rất là tuyệt vời cho chiếc Mont Blanc của chúng ta. Chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ làm một chiếc dạng đồng hồ cổ điển, nên là nó sẽ được làm dạng đáy kín anh chị em nhé. Và đáy kín này sẽ chống nước khá là tốt. Anh em sẽ có thể quan sát toàn bộ những thông tin trên nắp đáy của sản phẩm, tên của thương hiệu Mont Blanc, dòng sản phẩm Meter Stack, và đồng hồ sẽ chế tác hoàn toàn từ thép không gỉ 316L, mã của sản phẩm 7019 và chống nước ở 30m ở đây. Đó, đó là toàn bộ những thông tin gì về chiếc Mont Blanc này. Với một chiếc đồng hồ cổ điển như này sẽ được trang bị một bộ dây da
và một bộ dây da bò Ý rất là đẹp và sang trọng. Nó làm nổi bật lên và làm cái chiếc đồng hồ của ta rất là cá tính, sang trọng, đẳng cấp khi mà đeo trên cổ tay, sử dụng với những trang phục công sở thanh lịch như áo sơ mi, những bộ suit sang trọng hay là những bộ lễ phục thì sẽ là một cái điểm nhấn tuyệt vời trên cổ tay của những quý ông. Phải nói là trên tay thật sự là say đắm và rất là tuyệt vời. Một chiếc Montblanc Star Master Stuck như này, hãng đã bán mới mức giá là hơn 50 triệu cơ. Nhưng em đang có một chiếc siêu lướt như này, cam kết hàng chính hãng 100% và có bảo hành lên tới 5 năm để giao lưu với anh em. Thì chiếc này em đang giao lưu mức giá là 19 triệu 200 nghìn cho chiếc Montblanc tuyệt đẹp này. Anh em có nhu cầu lên tay trực tiếp có thể đến cửa hàng đồng hồ Siwat tại số 7, đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Anh em ở xa muốn mua sản phẩm, hãy cọc cho em 15% giá trị. Em sẽ gửi COD với những cái chiếc đồng hồ chính hãng mức giá cao như này đến tận nhà. Anh em kiểm tra, nhận hàng, thanh toán số còn lại cho shipper và luôn luôn được bảo hành bên em, hỗ trợ bảo hành trọn đời và cam kết chính hãng 100%. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Nhớ bấm đăng ký kênh, kết bạn Zalo với em Long Time để trải nghiệm thêm những cái sản phẩm đến từ Siwat Authentic nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo.